Đang định là hôm nay đến thì hỏi được kể lại cho ông này. Vâng, cháu chào bác ạ. Thích nghe thì ngồi hóng một tí. Vâng, vâng, chào bác ạ. Các bác ơi, bác chứng kiến vụ bắt ra các con tin nào mà xin phép bác kể lại cho Tài và cháu được không ạ? Thế là cái này là nó cũng do nhầm lẫn. Cái cậu này á, là cháu cái cô bé ở E7 mình đây. Thế nó đi, nó lên, nó tìm, nó nhầm nhà. Nhầm nhà thì nó mới vào cái nhà cái cô Hồng này. Thế thì vào thì nhà buổi sáng rất là sớm. Thì nhà nghi là vào là ý đồ xấu và trộm cắp. Thế là nó không cho ra nữa. Không cho ra nữa thì lần này Thanh Minh thì cũng chịu thôi. Nó không nghe. Thế thì cô em tại sao là nhiều người đưa tin bị chém vào tay, nó hoàn toàn không phải. Là do là nó đóng cửa, hay nó muốn đòi nó xin ra gặp cô nó, thì là người nhà không cho ra, thì khi rằng cũng kéo nhau rằng có đóng cửa thì nó kẹt lại vào tay, thế là công an phải đưa đi vào bộ bệnh viện bộ xây dựng này để mà băng bó các thứ. Cho nên là khi mình chưa rõ cái thứ gọi tổ trưởng dân phố xong rồi gọi mình sang thì là dưới là công an là đứng chặt rồi, thì mỗi người thì đồn một tin, vẫn là cái tin là tưởng là cướp mà vì thương cái tay người ta nhìn nó suy đoán là do cướp đấy, do cướp, nhưng mà nó là muốn gặp là gặp cô bé. Thế thì người ta lại suy đoán là cô bé ngày xưa ở mình đây có một cô bé là ở mua cái nhà ở tầng 108 C đây này. Thế thì là trước là cũng có cái làm ăn, mình nghi là làm ăn là cho vay nặng lãi rồi buôn bán rồi linh tinh, sợ là đòi nợ thuê, nghi như thế, công an cũng nhận định là đòi như thế, cho nên cũng chưa gặp được nó và chưa gặp được chủ nhà, cho nên chưa biết được nguyên nhân thế nào. Mà yêu cầu mở cửa thì nhà không mở cửa đấy, như thế cho nên mỗi người đưa một tin cho nên không chính xác được. Thế thì là bắt đầu là cảnh sát khu vực đến nhờ tổ trưởng dân phố lục tìm lại cái sổ hộ khẩu ấy để xem cái cô bé kia. Thì đúng là mình ở đây thì mình biết là bé, cái bà bé trước là bà bán nhà đây đi cách 4 năm rồi, 4 năm nay rồi, có hai cậu Toàn là cậu mua về đấy rồi, cho nên là không phải. Thế nó yêu cầu gặp bé thì đưa cô bé này sang, thì cái cô Hồng ấy là cũng không nói tên cái cậu ấy, thế cho nên là cô bé này cũng không biết có phải là cháu mình không. Đấy, sau cái lần thứ hai là trưởng phường ông Hưng là đồn trưởng đấy sang để nhờ cô bé sang, yêu cầu sang đưa cô bé sang, thì cứ nói bên trong bên ngoài chắc công an chịu, không biết được tình hình bên trong thế nào, bên ngoài là bên trong, thế bên ngoài chịu, toàn bộ công an của quận rồi phường huy động hết toàn bộ để làm công tác trật tự trị an ở khu này. Thưa bác ạ, thì hiện trường vụ việc sáng nay ở đâu bác? Ở nhà E6. E6 nó gần đây bác, à, ngay trên đầu đây ạ. Vâng, bác là hàng xóm. Bác ấy chủ nhà tên gì ạ bác? Chủ nhà chị lớn tên là Hạnh. À vâng. Đỗ Hồng Hạnh. Thế vụ việc xảy ra ở nhà chị Hạnh ạ? Nhà chị Hạnh. Dạ vâng. Thế cháu nghe nói là có cả giám đốc công an thành phố Hà Nội đến ạ? Đúng rồi. Sau khi là cậu yêu cầu đòi gặp giám đốc công an thành phố. Nó biết là tên ông giám đốc công an thành phố là ông Trung. Nhìn thấy xe của ông Trung đến như thế là... Và thuyết phục không biết lý do như nào là gia đình cũng thả là... Cũng đấy vì mọi người đều nghi nữa là do bắt cóc rồi khống chế con tin cái nọ đấy kia, thì đúng là không biết, mọi người chỉ là nhận định thôi. Dạ vâng. Giám đốc công an đến là ý là mình nhận định ý đồ của cậu là muốn an toàn cho tính mạng, cho nên giám đốc công an đến cái là sợ là dân đánh hôi các thứ. Vâng. Là đúng, có thể là vâng. Xảy ra. Dạ. Là đến cái là bắt đầu là dẫn đi xuống đàng hoàng. Vâng. Không có còng có keo gì cả. Như vậy là thế hỏi cái cô bé đấy. Vâng. Là có đúng là cháu không? Bảo đúng, ở đây đúng là cháu tôi, thì là cái ông nội của cái thằng cu này là anh trai của cái bố cô bé bên này, thì đúng là cô cháu. À vâng, như vậy là vụ việc này là bị hiểu nhầm ạ, do nhầm. Dân đồn thổi, mỗi người hiểu một cách. Hiểu, vâng. Mỗi người hiểu một cách. Đấy, còn là, sau là... Thành là... mỗi người hiểu cách đồn thổi thành là vụ việc là bắt cóc con tin, khống chế con tin ở nhà E6, tập thể Thanh Xuân Bắc, ở nhà cô Hạnh đấy ạ. Vâng, và thực tế đây một cái câu chuyện mà do dân đồn thổi và hiểu nhầm. Nhầm. Có nghĩa là người bà con đi thăm trao. Vâng. Đi thăm nhau. Vâng. Thưa bác tên là gì ạ? Tôi tên là Ngọc. Vâng, vâng, địa chỉ bác ạ? 101 E7. À vâng, thế có nghĩa là đây, ngay sát đây. Ngay sát. Nhà vụ việc sáng nay, nhà cô Hạnh ở E6, ngay sát nhà bác. Vâng. Thì là mấy nhân vật ở trong đây đều có liên quan đến nhà E6, E7, bây giờ là một tổ dân phố. Vâng ạ.